Vâng, cảnh báo anh em yếu tin thì không nên xem cả đấu này nhá. Yếu tin thì không nên xem. Có lẽ là cái nghiệp bình luận này cũng cũng thực thực sự là tốt nhất là tôi cũng nên bỏ sớm thôi. Tin thì cũng hơi yếu. Vâng, tin có khỏe mấy thì khỏe, bình luận mấy kèo này thì đâm ra thì cũng yếu dần thôi. Nghiệp bình luận này cũng nghiệt lắm, khắc nghiệt. Bình luận trong bên lớp thì cứ chết dần ầm ầm khi go void. Thỉnh thoảng bên này. Ờ thì hôm nay chưa chết. Vâng đúng rồi, hôm nay chưa chết. 2-1 trong trận đấu thứ 3. 2-1 trong trận đấu thứ 3. Trận đấu này Vlog đánh cũng khỏe, thực sự là như vậy. Có những thời điểm mà timeline còn 15 thôi. Vâng, những cái thời điểm đấy là những cái thời điểm mà tôi đúng là nín thở, không dám hò hét. Nhưng mà cái timeline thực sự là thời đánh từ đầu đến cuối là bên mình cũng không bị đi nhiều. Cái thời điểm mà timeline đội bạn to nhất thì chỉ đi tầm khoảng 5-2-4-8 thôi, còn đâu là timeline bên mình là gần như là cân. Có mỗi đoạn cuối là bắt đầu càng đánh càng đi khi mà chim sẻ hút tới âm hơn 4.000 đô. Summer có một khoanh ruộng rất to thì lúc mà giờ bơm đồ rất mãnh liệt. Vâng, 2-1 trận đấu thứ 3. 2-1 trong trận đấu thứ 3. Đang ôm bụng vợ phải bỏ tay comment. Ai giời, phong cách rất lãng tử của anh Phong Trần. Chúng ta đến với trận đấu, vâng, trận đấu chung kết đầu tiên của chim sẻ Mạnh Hào trong trận đấu thứ 3. Tôi chỉ cần, vâng, tôi xin quân cân bài bài đẹp thôi, tôi không cần phải là quân đẹp. Nào, chúng ta cùng đến với trận đấu thứ 4 trong trận đấu thứ 3 nào. Mình oan của Hoàng Mai Nhi. Không thấy bên kia hồ. Baby for min for. Không thấy bên kia hồ cái gì cả. Cứ không thấy bên kia hồ là tôi thấy bắt đầu là hơi thấy mừng trong lòng rồi. Chỉ sợ là vừa vào các ông đập tường xong rồi hồ ầm ầm lên. Hồ như Việt Nam thắng. Vâng, vâng, như là Việt Nam thắng Nhật Bản vậy. Baby Lon là quân của game thủ chim sẻ. Bên mình thì là game thủ Vlog là người cầm min. À tôi xin lỗi, ngược về lớp cầm phô. Hoàng Mai Nhi mới là người cầm min. Bên kia thì Mạnh Hào là người cầm phô Asian và chim sẻ là người cầm baby. Về lớp người cầm min toàn đang có một bài nhiêu 7. Khá gần. Vỗ đầu thì cũng bình thường thôi. Đường thông đây rồi, đây rồi, tươi rồi. Bài là bài sẵn sàng đánh 25 dân. Bãi vàng có vẻ như hơi xấu. Không, như vậy là đóng ở trên vẫn đẹp. Bài hiệu 7 luôn. Đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, đây là Vlog. Hơi lộn. Tức là màn hình máy game thủ Hoàng Mai Nhi. Đây là màn hình máy Vlog, đôi voi bài hiệu. Hoàng Nhi có 7 hiệu 7, có quả phụ. Bên này thì bên lớp có đôi gòi và có 7 hiệu gần. Báo về là cũng có cả quả phụ dành cho game thủ bên lớp, đúng hay không? Đâu, không phải. Hay là em nhầm màn hình máy hai game thủ. Đôi voi. Đây rồi, 4 voi. Phonesian của game thủ bên lớp đang là bài 4 voi. Nói nhỏ thôi anh em nhá. Tôi lại không thích chém gió. Thực sự tôi là một bình luận viên lại cũng không thích gáy nhiều. Gáy lúc nào thắng lại gáy. 4 voi. Tầm này 4 voi bình luận viên bên phía game TV sẽ hò như kiểu là bắt được vàng. Con voi đầu tiên về là chính rồi. Có vòng có quả phụ luôn rồi, tươi rồi. Bài mắc binh của Phonesian đến từ cái thủ vlog. Và thế nhà cũng là ok. Thế nhà cũng là ok. Không cần. Bên này Hoàng Minh vẫn cần đó. Lúc đầu thấy quả thấy hiệu trưởng là bài tươi nhưng vẫn chưa thấy thêm đồ gì cả. Vâng, bài là thêm voi đi, làm ơn đi. Vâng, đang chắp tay lên trời và cầu. Đây rồi, bầy hiêu. Như vậy đồ của thủ Hoàng Minh Nhi đã đủ. Đây là... Vâng, Hoàng Minh Nhi... Vâng, Hoàng Minh Nhi đã bắt đầu đóng chiếc bet đầu tiên để ăn gỗ của mình. Bên này thì Vlog đang cầu voi và báo về đã một tên cầu voi hay. Chết dần à?
không chết dân nhưng chết voi xa thế mà cũng chửi, khen hay trong khi không chết dân mà cũng chửi. Cả lời hiêu đầu chưa đá về, có lẽ là để ăn tại ép khi đây là Phonesian. Vâng, báo về Hoàng Mạnh Nhi 2 màu quả. Báo về là Hoàng Mạnh Nhi 2 bãi quả phụ. Và về lớp vẫn sẵn sàng. Vâng, tiêm thẳng vào ven của game thủ Hoàng Mạnh Nhi với 100 thực để mắc binh và lên chém chết luôn ít nhất là một trong hai nhà bên phía đối phương, hoặc là vô hoặc là baby cùng đánh. Ba vòi. Vâng, quả phụ là 6 cây. Bầy hiêu ăn tại S. Chuyển sang màn hình máy của game thủ Hoàng Mạnh Nhi. Đây là Hoàng Mạnh Nhi chuẩn bị kích đời với 25 dân của Minh Hoàn. Lâu thế nhỉ. Sang 8. Anh chỉnh lại dân gỗ đi Bách ạ. Đang hơi tắc. Rồi ok. Đây sẽ là BG của game thủ Hoàng Mạnh Nhi. Vâng, nhét được 3 dân thì một con dân điên nó lại chạy ra ngoài. Cái loại dân đấy là phải đáng chết, đáng đẹp. Vâng, rất cảm ơn anh Bảo Hân vừa gửi tặng game thủ Hoàng Mạnh Nhi 100 sao nhá. Cảm ơn anh em. Cảm ơn tất cả anh em đang bớt chút thời gian để theo dõi kèo đấu này. Bây giờ ông chuẩn bị hết ngày chủ nhật rồi. Ngày mai đã bắt đầu lại quay trở lại với chu kỳ làm việc của anh em. Và chúc anh em có một tuần làm việc mới thật là thành công và may mắn. Hoàng Mây Nhi, 25 dân. Bãi vàng sẽ ăn cạnh gần với bãi quả. Chỗ này là sẽ bo và quấn ruộng vô trong này. Giá như bãi vàng mà trong này thì mắc binh này. Không, mình đánh chém thôi. Cùng có cái gì? BL, và đây là BM. Màn hình máy của game thủ VLOP. VLOP đang đóng nhà điều kiện, vậy đánh cùng là cái đời tốt. Bài 4 voi về nhà, quả đầu là 6 cây và quả phụ là 6 cây. Vâng, xin T. Vâng, bò rất chủ động. Cộng sần đến từ VLOP, ông đánh như solo vậy. Xem Bách thôi. Bách bắt đầu nâng cấp công nghệ. Vâng, được VLOP. Vâng, bơm thẳng vào ven chăm thực chăm gỗ. Và với việc mà được VLOP bơm thẳng chăm thực chăm gỗ vào ven như này thì hy vọng rằng bài vở của Hoàng Huy Nhi sẽ cơ cấu được ổn định nhà cửa và ra được ruộng. Báo về đội bạn lên đời cũng tương đối sớm. Hoàng Huy Nhi đã bắt đầu nhảy điểm như vậy đội bạn. Rồi như vẫn chưa xuất giò sớm bằng game thủ Hoàng Mạnh Nhi. Màu 4, Mạnh Hào cánh bên này, Mạnh Hào ngược phô. Bên kia thì chim sẻ sẽ là người cùng cánh với VLOP. Phô 24 dân, chim sẻ đánh cùng. Chim sẻ đánh 27 dân của Babylon. Ngựa giò bò 4 đã tới. Ngựa giò 4 đã tới. Bò nhanh vào đi. Gỗ mình đang rất thoải mái. Bò cả trên nữa vào. Bãi gỗ của Mạnh Hào đây rồi. Ngựa giò công giáp. 2L đều bánh xe luôn. Bách chưa có tay nâng bánh xe. Đang muốn chọc dần đã. Vâng, như vậy là lên đời muộn hơn Bách tầm khoảng 20 giây. Đấy là Mạnh Hào. BL đây này, bãi quả đây này. 2L, vâng đây rồi. Một mã dân của Mạnh Hào rồi. 2L đang chảy thẳng vào vị trí này, tách chặt đà ra. Vâng, như vậy là người dò công giáp đầy đủ. Đang băm bổ dân của game thủ Mạnh Hào. Băm bổ dân của Mạnh Hào. 1L từ Mạnh Hào. Mạnh Hào khả năng tím luôn tờ này. Vâng, Mạnh Hào sau trận đấu này thì khả năng là mang họ tím. 2L vẫn đang ra đều. Ra ruộng Bách ơi, yếu rồi, ra ruộng đi. Ra ruộng nào, ra ruộng nhưng không có lực đâu. Ra thêm ruộng đi. Đấy, biết rồi, ăn hoang xong rồi. Ở thì sao? Nào chớ nghe nào, đi ruộng, à đi vàng luôn, đi vàng luôn. Đi vàng luôn, Mạnh Hào hết đồ chơi. Ở nhà có biến kìa, ở nhà có biến. Hào ơi, giời ơi, Hào để ý mất rồi. Hào tinh mắt quá. Tên đấy mà Hào không để ý thì từ nay Hào mang họ tím luôn chứ không phải. Nhiều gỗ quá Bách ơi, ra ruộng anh ơi, ra nhanh nào. Về lớp cần gỗ không? Về lớp phô mà chắc không cần đâu. 38-52 đẩy thẳng chim sẻ luôn. Cung tê đi trước và cung giờ lạ lướt theo sau. Gặp dân của chim sẻ chưa bò kín. Cung tê của chim sẻ, chim sẻ cũng đang đứng ưỡn ngực ra rồi. Vâng, thế nhà chim sẻ xấu thôi. Không đẹp. Chim sẻ dò lỗi vôi. Hoặc là cầu vỗ lỗi hoặc là dò lỗi. Màn hình máy của Hoàng Mạnh Nhi 30-48. Vâng, Mạnh Hào tím rồi. Ra ruộng đi, quá nhiều gỗ. 600 gỗ. Thoải mái ra ruộng. 2BL đang bắt tạm thời đều. Đây là tầm tạm thời là 1L đều. Ít phút nữa ra ruộng thì 2L đều thoải mái luôn. VLOP đang dì lên.
Về lớp nâng luôn tầm xa 7 cộng 2 ở phút thứ 17 trong game. Quanh ruộng to đùng của chim sẻ ở ngoài này. Bách đang nhìn ra sang rồi, Bách đang nhìn sang rồi. Hoàng Mai Nhi đang di lên. Bách ơi, bảo Bách ơi, mày ra đi. Không được, ai chim sẻ đứng thở. Vâng, chim sẻ đứng thở. Bây giờ thì chém cung rờ trước. Về lớp đâu rồi? Về lớp đang về lớp chưa có mặt ở đây đâu nha Bách nha, cẩn thận chút nha. Và một pha tụt tham cho còn 26 đến từ bên Bạch Hà, đến từ Hoàng Mai Nhi. Bạch Hà đẩy vào. Đánh chậm lại thôi nha, đánh 56, tham này 56 của game thủ Vlop. Vâng, Vlop đang chéo sang bắn được bãi gỗ của game thủ Bạch Hà rồi. Lên dốc đi Vlop. Thôi té 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 té. Vâng, tham này 27 của game thủ Hoàng Mai Nhi đi vào ruộng nhanh thôi, đi vào ruộng luôn. Đi vào ruộng luôn. Vlop bên này vẫn thi thố sòng vẳng. Wow, trời ơi, ông Hào ông chéo sang nhưng xin lỗi nhà kín rồi, ruộng kìa lớp kìa. Chưa có tay đâu đấy. Khả năng tên này lại lủng nhà cũng nên chứ. Lủng nhà tên này. Vâng, với lớp đang giật toàn bộ quân về để bắt luôn. Tên này là tên mà để cho Hào vào. Vâng, thả cửa. Vâng, mở cửa và thả chó. Mở cửa bây giờ đóng cửa. Đóng cửa và thả chó. Vâng, Hào sẽ bị mất hết quân tôi này. Tầm này mà Hoàng Nhi lên nhà của Hào thì Hào không có cái gì đó cả. Tham Lai đang là 32. Vâng, chim sẻ quyết và 3-2C đấu thứ 3. Tỷ số là 2-1 về C. Vâng, tỷ số là 3-1 về C. À là 2-1 về C. 3-1 trong C thứ 3. Tươi rồi. Ít nhất là không thua. Không thua kiểu hệ là 4-1 đâu anh em ạ. Có thua thua 3-2 thôi. May quá. Vâng, có thua thua 1C thôi nhá. Tôi xin tuyên bố thua 1C thôi đấy. C này thắng sẻ nó sẽ nghỉ. Sao lại nghỉ được, mới có 21 mà lại nghỉ. Nghỉ là nghỉ thế nào. Vâng,